quý vị khán giả đến với chương trình tư vấn sức khỏe ngày hôm nay với chủ đề suy giảm thị lực từ tật khúc xạ, đừng chủ quan. Thưa quý vị, nếu như bệnh đục thủy tinh thể là một vấn đề thường hay bắt gặp ở những người cao tuổi, vậy thì tật khúc xạ bao gồm cận thị, viễn thị, loạn thị lại là vấn đề mà chúng ta thường thấy ở những người trẻ. Vậy thì làm sao để chúng ta có thể bảo vệ được đôi mắt khỏi tật khúc xạ và có những cách điều trị nào để tránh được tình trạng suy giảm thị lực từ tật khúc xạ hay không? Thì ngày hôm nay chúng tôi có mời đến chương trình một chuyên gia với 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nhãn khoa. Xin giới thiệu bác sĩ chuyên khoa 1 Hà Như Quỳnh, hiện đang là bác sĩ chuyên khoa LASIK của Trung tâm Y khoa Prima Sài Gòn. Chào Bảo Trân, kính chào quý khán giả. Vâng thưa bác sĩ, thì giống như là những cái số liệu mà trước đó thì em có nhắc tới là việc là tỷ lệ người mắc tật khúc xạ thì ngày càng gia tăng rất là nhanh chóng, đặc biệt là ở nhóm người trẻ. Vậy thì với cái khoảng thời gian rất là dài, hơn 17 năm mình làm việc trong lĩnh vực nhãn khoa, thì chị nhận xét như thế nào về cái tỷ lệ người mắc tật khúc xạ hiện nay ạ? Thưa quý vị, tỷ lệ mắc tật khúc xạ hiện nay đang rất là cao. Có thể nói đó là một cái vấn đề rất là nghiêm trọng trên toàn cầu. Hiện nay có rất nhiều các nghiên cứu ở trên toàn cầu chúng ta chỉ ra rằng tỷ lệ mắc tật khúc xạ ngày càng gia tăng đáng kể, và đặc biệt ở những các nước như Đông Nam Á, khu vực châu Á chúng ta, trong đó có cả Việt Nam, thì tỷ lệ mắc tật khúc xạ đang đến 70-85%, thậm chí đến 90% trong dân số. Và cái con số này nó đã gia tăng đến 30% so với các thế hệ trước. Vâng, vậy thì với cái tỷ lệ cao như vậy và một cái tình trạng đáng báo động, thì em nghĩ là hiện tại trước tiên chúng ta nên cần hiểu đúng về tật khúc xạ. Vậy thì khái niệm chính xác về tật khúc xạ là gì và những cái nguyên nhân dẫn đến tật khúc xạ là gì thưa bác sĩ? Tật khúc xạ là một rối loạn ở mắt rất là thường gặp. Khi mắc tật khúc xạ, thay vì hình ảnh ánh sáng hội tụ đúng ngay trên võng mạc thì ánh sáng nó sẽ hội tụ ở trước võng mạc hoặc là sau võng mạc, hoặc thậm chí là nó có thể hội tụ thành những các điểm khác nhau, dẫn đến lúc đó bệnh nhân sẽ nhìn mờ, nhìn hình ảnh có bóng nhòe bên cạnh, không có rõ, và hệ quả nặng hơn có thể là làm suy giảm thị lực. Chúng ta thường hay nói đến cận thị, viễn thị, loạn thị. Cận thị thì nhìn xa sẽ nhìn mờ, còn viễn thị á, nhìn xa rõ, nhìn mờ khi nhìn gần. Khi mà viễn thị nặng thì lúc đó thì cả xa cả gần chúng ta cũng nhìn mờ. Hoặc là loạn thị thì lúc đấy thì bệnh nhân sẽ nhìn thấy là hình ảnh nhòe nè, hình ảnh có bóng bên cạnh nè, hình ảnh méo mó. Vâng, vậy thì những cái nguyên nhân nào, những cái yếu tố nào có thể dẫn đến cái tật khúc xạ này ạ? Nói về nguyên nhân tật khúc xạ, chúng ta thường chia làm hai nhóm nguyên nhân chính. Thứ nhất là nguyên nhân bẩm sinh di truyền, thường xuất hiện ở lứa tuổi rất nhỏ. Ở nhóm nguyên nhân này, nếu bố hoặc mẹ mắc tật khúc xạ thì con sẽ có nguy cơ mắc tật khúc xạ từ 2 đến 3 lần. Còn nếu bố hoặc mẹ có tật khúc xạ thì nguy cơ mắc tật khúc xạ của con sẽ 6 đến 8 lần. Và nhóm nguyên nhân thứ hai thường là sẽ liên quan đến lứa tuổi học đường, trong quá trình lớn lên phát triển cơ thể của bé. Khi mà cơ thể lớn lên, nhãn cầu cũng phát triển theo. Đến lúc đó trục nhãn cầu phát triển không có hài hòa với lại sự phát triển của cơ thể thì có thể dẫn đến mắc tật khúc xạ. Và những cái yếu tố nguy cơ như là bé thường xuyên ở trong nhà nhiều, xem tivi, sử dụng máy tính, trang thiết bị điện tử nhiều, hoặc là bé học mà không có đầy đủ ánh sáng, thiếu chất dinh dưỡng, bé không có được ra ngoài vận động nhiều. Lúc đấy thì đó là những cái yếu tố nguy cơ để dẫn đến bé mắc tật khúc xạ. Dạ vâng, giống như là bác sĩ vừa mới chia sẻ đó là nếu mà trẻ em trong một khoảng thời gian dài mà có cái thói quen sinh hoạt hoặc là sinh hoạt trong một cái môi trường nó không phù hợp, nó không đủ ánh sáng thì nó cũng sẽ dễ là trở thành nguyên nhân dẫn đến cái tật khúc xạ. Vậy thì không biết là cái dấu hiệu nào, làm sao để mà chúng ta nhận biết được là khi nào mà mắt chúng ta đang mắc tật khúc xạ, hay là chỉ do cái hôm đó là chúng ta mệt mỏi quá rồi, hoặc là chúng ta làm việc quá lâu ở trên máy tính thì nó khiến cho mắt chúng ta mờ dần đi và chúng ta lầm tưởng nó là tật khúc xạ, vậy thì dấu hiệu cụ thể là gì ạ? Những dấu hiệu cho chúng ta nghĩ đến một người bị mắc tật khúc xạ đó là bệnh nhân có thể là nhìn mờ, bệnh nhân nhìn nhòe, bệnh nhân nhìn có bóng hình ở bên cái cạnh mà cái vật mà mình nhìn, hoặc là bệnh nhân cảm thấy là nhức đầu, mỏi mắt, khó tập trung để làm việc.
Và lứa tuổi thường gặp đó là những các bạn nhỏ đang trong quá trình đi, trong quá trình phát triển, lớn lên, đi học, và hoặc là các bạn học sinh, sinh viên sẽ rất là hay mắc tật khúc xạ. Vâng, vậy thì với những cái dấu hiệu mà bác sĩ nói thì trong cái khoảng thời gian gần đây hoặc là từ trước đó rồi, thì em có khá là nhiều người quen họ có cái xu hướng là khi mà họ vừa mới cảm thấy bị nhức mắt nè, nhỏi hoặc là mỏi mắt, thì hoặc là nhìn xa mà họ không thấy rõ, thì họ đã tự động đi đến những cái tiệm kính gần nhà để mà họ đo kính và họ cắt kính. Thì họ cái hành động như vậy, cái việc làm như vậy là nó có đúng đắn hay là không, và nếu mà nó không đúng thì nó có thể dẫn đến những hệ lụy gì thưa bác sĩ? Dấu hiệu nhìn mờ, nhìn không rõ, đó là một trong những dấu hiệu quan trọng để chúng ta nghĩ đến bệnh nhân mắc tật khúc xạ. Tuy nhiên không phải tất cả mọi người đều như vậy. Chúng ta cũng có thể hiểu rằng là khi mà bị suy nhược cơ thể hoặc là có một bệnh lý toàn thân như là viêm xoang chẳng hạn, cũng có thể dẫn đến cái tình trạng nhìn mờ, nhìn nhòe như vậy. Và tại mắt, khi mà có hiện tượng như là viêm mắt này, hoặc là bị rối loạn điều tiết, bị khô mắt, làm việc quá nhiều, bị mỏi mắt, cũng dẫn đến cái tình trạng nhìn mờ, nhìn nhòe như thế. Hoặc là đặc biệt là có những rối loạn tình trạng, rối loạn điều tiết rất là nhiều, có thể đưa đến cái tình trạng cận thị giả chẳng hạn. Thì đến lúc đó chúng ta cần phải xác định chính xác được cái nguyên nhân, và chúng ta cần phải đo khám kỹ càng để đưa ra một cái chẩn đoán chính xác, để tránh nhầm và đưa ra một cái toa kính nó không đúng với bệnh nhân. Dạ vâng, vậy thì trong suốt cái khoảng thời gian mà hơn 17 năm mình làm việc trong lĩnh vực nhãn khoa, thì không biết là bác sĩ Quỳnh và các đồng sự của mình có gặp phải một cái vấn đề, gặp phải một cái trường hợp nào khiến cho các bác sĩ phải quan ngại không ạ? Thực ra trong cái quá trình làm việc của tôi có khá là nhiều những trường hợp tôi cảm thấy rất là đáng tiếc, rất là đáng quan ngại, và thực sự cũng cảnh báo với quý phụ huynh rằng là chúng ta nên thăm khám cho các em bé từ rất là nhỏ, thậm chí từ 6 tháng, 1 tuổi để tầm soát xem thử là các bạn có tật khúc xạ hay không. Tại vì khi mà đến với chúng tôi rằng là có những trường hợp đã bị nhược thị, đáng lẽ ra khi mà chúng ta phát hiện sớm, chúng ta có thể can thiệp sớm, thì hoàn toàn có thể giữ lại cái thị lực rất là tốt cho bệnh nhân. Khi mà bị nhược thị rồi thì chúng mình sẽ không có thể nào mà cứu vớt lại được cái thị lực cho bệnh nhân. Hoặc là có một số trường hợp bất đồng khúc xạ chúng ta không phát hiện được, dẫn đến tình trạng lé mắt. Lúc đó thì cái chức năng thị giác của bệnh nhân hoặc là khả năng nhìn giống như mình nói là 3D đó, thì có thể là bệnh nhân đã bị mất những cái chức năng như vậy, thì rất là đáng tiếc. Hoặc là có một số trường hợp khi mà chúng ta thăm khám không có đúng, chúng ta đi đến những cái cơ sở không có đủ cái chuyên môn, thì lúc đấy chúng ta sẽ đưa ra một cái toa kính nó không có đúng với bệnh nhân. Chẳng hạn như bệnh nhân không có độ nhưng mà lại cho đeo có độ, hoặc là bệnh nhân bị viễn lại cho đeo độ cận chẳng hạn, thì lúc đó cũng sẽ rất là ảnh hưởng. Và đặc biệt hiện nay cái tỷ lệ mắc tật khúc xạ rất là cao, cho nên là cái vấn đề mà cảnh báo như là bị rách võng mạc, bong võng mạc, xuất huyết hoàng điểm, đục thủy tinh thể sớm, hoặc thậm chí glaucom do cận thị nặng gây ra, thì hiện nay cái con số cảnh báo rất là lớn, cho nên là chúng tôi rất là quan ngại về vấn đề này. Một trong những cái băn khoăn lớn nhất mà Bảo Trân nghĩ là cả bản thân em và những người bị mắc tật khúc xạ, đó là tật khúc xạ mình có thể chữa trị khỏi hay không, và có những cái phương pháp điều trị nào có thể trị khỏi tật khúc xạ. Tật khúc xạ, khi chúng ta đã mắc tật khúc xạ rồi, thì cái vấn đề quan trọng tôi muốn nhấn mạnh rằng là chúng ta cần phải tầm soát, theo dõi để phát hiện ra những cái biến chứng, những cái nguy cơ có thể ảnh hưởng đến thị lực của bệnh nhân. Chẳng hạn như là những bạn mà bị cận thị nặng đó, hoặc là những trường hợp mà cận thị xuất hiện từ bé. Như vậy thì nguy cơ tiến triển của các cận thị này nó sẽ rất là cao. Cho nên là mình cần phải được tầm soát kỹ càng trên những trường hợp này để tránh những biến chứng như là đục thủy tinh thể sớm ở những người cận thị nặng, hoặc là xuất huyết hoàng điểm, hoặc là lách, hoặc là bong võng mạc, vân vân. Và tất nhiên là chúng tôi sẽ có những cái chương trình để mà kiểm soát cái tiến triển phát triển của cái cận thị đó. Còn về cái những cái phương pháp để mà điều trị tật khúc xạ, thì nếu như mà các bạn không muốn đeo kính chẳng hạn, thì các bạn có thể là đeo kính áp tròng, hoặc là đeo kính áp tròng vào ban đêm để ban ngày các bạn không cần phải mang kính nữa, hoặc là các bạn có thể can thiệp phẫu thuật. Thì những cái phương pháp
phẫu thuật hiện nay đó là bánh tia laser, nó cũng khá là an toàn. Vậy thì với cái phần chia sẻ của bác sĩ đó là hiện tại chúng ta có một cái phương pháp điều trị đó chính là bắn laser. Vậy thì trong số những cái phương pháp phẫu thuật LASIK đó thì phương pháp nào là được lựa chọn nhiều nhất và nó tiên tiến nhất ạ? Khi mà nói đến phẫu thuật khúc xạ thì cho tới hiện nay phương pháp mà sử dụng hoàn toàn bằng tia laser hết thì nó sẽ là an toàn và được các bạn lựa chọn rất là nhiều. Đó, trong đó có kể đến là phương pháp femtolasic hoặc là phương pháp SMILE. Trong đó thì cái phương pháp SMILE vẫn là ưu việt nhất, tốt nhất. Đối với cái phương pháp SMILE thì mình sẽ không có cần phải cắt một lớp giác mạc để lật lên đẩy xuống như những cái phương pháp cổ điển, mà nó hoàn toàn nó chiếu trong một bước phẫu thuật luôn. Và cái vết mổ đó nó rất là nhỏ, khoảng 2mm thôi. Và nó sẽ bảo tồn được cái cấu trúc giác mạc của bệnh nhân, hạn chế cái vấn đề khô mắt, giảm thiểu cái tối đa cái vấn đề mà có thể tái cận cho bệnh nhân. Và với cái phương pháp đó là bạn hoàn toàn có thể là chăm sóc rất là dễ dàng sau phẫu thuật, không cần phải kiêng cữ gì nhiều. Và nó sẽ phù hợp đối với những trường hợp như là các bạn chơi thể thao nhiều, vận động nhiều, có những môn thể thao có tính chất đối kháng như là cầu lông, tennis, đánh võ chẳng hạn, thì bạn hoàn toàn có thể lựa chọn những phương pháp đó mà an tâm. Dạ vâng, vậy thì với những cái phương pháp phẫu thuật LASIK mà bác sĩ vừa nói thì bệnh nhân cần phải chuẩn bị gì trước khi mà quyết định là có nên là phẫu thuật hay không ạ? Việc chuẩn bị trước khi tiến hành phẫu thuật khá là đơn giản, tuy nhiên điều quan trọng là chúng ta cần phải được thăm khám để biết được những cái thông số mắt của mình như thế nào. Lúc đó bác sĩ sẽ tư vấn và đưa ra những cái chỉ định phù hợp. Tuy nhiên mình cần lưu ý, nếu mà các bạn đang đeo kính áp tròng mềm, các bạn nên ngưng khoảng 3 ngày trước khi đến bệnh viện, hoặc là các bạn đeo kính áp tròng cứng thì các bạn nên ngưng khoảng 7 ngày. Đó. Và mình cũng cần sắp xếp thời gian khoảng ít nhất 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng để mình được đo thăm khám kỹ, và mình cũng sẽ được tư vấn để mà chuẩn bị trước khi mà đến phẫu thuật. Chẳng hạn như là mình sẽ không có cần phải nhịn ăn, mình vẫn ăn uống bình thường. Nếu như mà có những cái dị ứng cái gì đó thì mình sẽ kiêng và mình sẽ không có ăn những thức ăn như vậy, hoặc là mình sẽ không sức dầu thơm khi mà mình đến phẫu thuật. Và cái ngày phẫu thuật mình cũng sẽ nên có người thân đi cùng. Thứ nhất là vui vẻ hơn, thứ nhất là được quan tâm hơn, và mình cũng sẽ an tâm có người hỗ trợ hơn. Đó, thì nó khá là đơn giản. Dạ vâng, vậy thì sau khi mà mình phẫu thuật mình cần phải chú ý những cái gì? Tại vì cái quá trình mà sau khi phẫu thuật chúng ta sẽ phải chăm sóc rất là kỹ càng đúng không ạ? Đúng rồi. Thì cái vấn đề mà sau khi phẫu thuật khúc xạ, việc chăm sóc mình cần lưu ý, cái vấn đề quan trọng nhất là bạn sẽ không có dựa tay lên mắt. Và cái thứ hai nữa đó là mình sẽ không có để nước bẩn vào mắt. Và sau khi phẫu thuật xong, các bạn sẽ được phát một cái kính bảo hộ để các bạn đeo. Thì cái việc mà đeo kính bảo hộ đó nó tùy thuộc vào cái phương pháp bạn lựa chọn. Chẳng hạn như các bạn lựa chọn cái phương pháp có tạo vạt thì bác sĩ sẽ khuyên các bạn đeo kính bảo hộ kể cả lúc ngủ luôn, trong vòng 7 ngày. Còn nếu như các bạn chọn cái phương pháp tốt hơn, chẳng hạn như SMILE chẳng hạn, thì đến lúc đó các bạn chỉ cần đeo khi mà ra đường thôi, trong nhà khi đi ngủ thì cũng không có nhất thiết. Nếu như mà bạn kỹ hơn thì bạn vẫn có thể đeo trong vòng khoảng 3 ngày là được. Và cái quan trọng nữa là các bạn chú ý nhỏ thuốc nè, nhỏ nước mắt nhân tạo đầy đủ nè, rồi ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng để cho vết thương được nhanh lành hơn, rồi chăm sóc mắt kỹ hơn so với ngày thường, rồi hạn chế những cái trang thiết bị điện tử. Lúc đó nếu như mà các bạn làm việc quá nhiều á, có thể là dẫn đến cái tình trạng nó dễ bị khô mắt hơn, phục hồi vết thương nó sẽ chậm hơn một tí xíu. Và cũng nhấn mạnh nữa đó, ngoài việc sử dụng thuốc thì các bạn cần phải tái khám. Thì cái lịch tái khám định kỳ của phẫu thuật khúc xạ, mình sẽ nhớ rằng là một ngày, một tuần, một tháng, 3 tháng, 6 tháng. Và mình cũng sẽ không có chủ quan, cứ mỗi 6 tháng thì mình vẫn phải đến bệnh viện để mình kiểm tra, để mình theo dõi cái hậu phẫu của nó. Dạ vâng, vậy thì trong số những cái lưu ý mà chúng ta cần phải quan tâm sau khi mà chúng ta phẫu thuật đó, thì cái lưu ý nào là quan trọng nhất và vì sao ạ? Cái lưu ý quan trọng nhất đó là không dụi tay lên mắt. Tại vì lúc đó vết thương chưa lành, chẳng hạn như cái vết mổ của bạn chưa lành mà bạn dụi tay lên mắt, vô tình nó sẽ làm tróc cái vết mổ hoặc là để nước bẩn vào mắt.
thì đến lúc đó thì mình sẽ có thể nguy cơ bị viêm nhiễm, nên lúc đó có thể ảnh hưởng đến cái sự phục hồi của vết mổ của mình. Còn thậm chí có những trường hợp các bạn để nước bẩn vào mắt mới mổ xong mà các bạn đã đi tắm gội rồi thì mình thực sự mình cũng không có khuyên đó, thì dẫn đến cái tình trạng có thể bị nhiễm trùng thì nó rất là đáng tiếc. Và điều thứ hai nữa là các bạn nhớ nhỏ thuốc, nhỏ nước mắt nhân tạo nhiều. Chúng tôi có nhận về được khá nhiều những cái câu hỏi từ phía các độc giả liên quan đến vấn đề suy giảm thị lực từ tật khúc xạ. Vậy thì ngay bây giờ đây chúng ta sẽ bắt đầu với những câu hỏi này để bác sĩ Quỳnh có thể trực tiếp giải đáp chúng ta ở ngay tại đây nhé. Với câu hỏi đầu tiên đến từ độc giả Hiếu NT ở Quảng Nam, thì anh này làm việc với máy tính thường xuyên, khoảng một tháng nay thì bị nhức mỏi mắt và khô, có khi nhìn mờ như có màng trắng, kèm theo đau nửa đầu và buồn nôn. Xin bác sĩ tư vấn giúp anh ạ. Với những cái triệu chứng của anh Hiếu nêu trên đó, thì theo chuyên môn thì tôi nghĩ nhiều đến cái vấn đề là anh đang bị mỏi điều tiết hoặc là rối loạn điều tiết. Khi mà mình làm việc với máy tính quá nhiều thì người ta có một cái hội chứng người ta gọi là màn hình máy vi tính. Đến lúc đó thì mắt của bệnh nhân rất là mỏi, nhìn rất là nhòe, rất là mờ, và thậm chí bạn cảm thấy là nhức đầu, đau vỏ, đau mỏi vai gáy. Và có nhiều bạn là nôn ói luôn. Đó, cho nên cái vấn đề ở đây các bạn cần phải lưu ý mình có một cái chế độ sinh hoạt đều đặn, đặc biệt là làm việc với máy vi tính mình phải có cái thời gian để nghỉ ngơi, để chớp mắt, rồi để thư giãn nhiều hơn. Đó. Ngoài cái nước mắt nhân tạo chúng tôi hay kê cho bệnh nhân ra, còn có thể bổ sung thuốc để chống mỏi điều tiết. Và đặc biệt là các bạn sẽ bổ sung thêm chất, những cái vi chất như vitamin A, vitamin C, vitamin E để cho mắt của mình được khỏe hơn. Và có một điều nữa, có một cái quy tắc mà mọi người rất là thường nói luôn, đó là 20-20-20. Tức là sau khi bạn làm việc khoảng 20 phút, bạn sẽ cho mắt thư giãn, nghỉ ngơi khoảng 20 giây và sẽ nhìn trong khoảng, nhìn ra xa, thư giãn khoảng 20 feet thì tương đương với khoảng 6 mét. Thì đến lúc đó mắt mình sẽ được thư giãn nhiều, được khỏe hơn. Đó. Nếu như mà mình cứ làm việc nhiều quá như vậy thì cái tình trạng đó nó sẽ kéo dài và nó làm cho mình rất là mệt mỏi và điều trị nó cũng sẽ khó hơn. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Vậy thì chúng ta sẽ tiến tới câu hỏi thứ hai đến từ độc giả Tuấn Nguyễn. Thì anh này bảo là mắt của tôi bị cận, loạn thị đã 3 năm nay. Hiện tại mắt trái tôi cận và loạn là 2 độ và mắt phải là 2,5 độ. Trường hợp mắt của tôi cần phải chăm sóc như thế nào và điều trị bằng phương pháp nào thưa bác sĩ? Khi bạn có tật khúc xạ thì điều đầu tiên tôi vẫn khuyên là bạn đến nơi khám có uy tín, đúng chuyên khoa để mình tìm ra được là bạn đã đeo kính đúng độ hay chưa. Cái thứ hai nữa là mình sẽ thăm khám thêm chẳng hạn như đáy mắt để xem thử là ngoài tật khúc xạ ra thì bạn có những cái bệnh lý gì liên quan hay không. Tại vì là khi có tật khúc xạ, ngoài cái yếu tố phải đeo kính ra thì mình còn phải tầm soát ở bệnh lý kèm theo, chẳng hạn như là có những cái biến chứng gì ở đáy mắt hay không, hoặc là có kèm theo lé, nhược thị, bất đồng khúc xạ gì hay không, để đưa ra một cái toa kính phù hợp cho bạn. Vậy thì ngoài cái việc mà chúng ta thăm khám sớm và kịp thời và chăm sóc á, thì mình có cái phương pháp nào để điều trị được cái tật khúc xạ này không ạ? Đối với tật khúc xạ, bình thường chúng ta sẽ đeo kính. Còn nếu như chúng ta không đeo kính thì chúng ta có thể là tùy theo cái tính chất công việc cũng như cái nhu cầu của mình mà mình có thể đeo kính áp trong chẳng hạn, hoặc là chúng ta có thể can thiệp phẫu thuật. Tuy nhiên mình vẫn nhấn mạnh rằng là mình cần phải có một cái chế độ chăm sóc phù hợp để cho đôi mắt được khỏe đẹp hơn. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến tới với câu hỏi từ độc giả Phạm Tuân 09. Thì bạn này bảo là mắt của em bị cận thị nặng và đang thoái hóa võng mạc chu biên. Có phương pháp nào chữa trị với bệnh này không? Và nếu có thì chi phí là cỡ bao nhiêu ạ? Thoái hóa võng mạc chu biên nó có nhiều dạng. Và trong cái chuyên ngành của chúng tôi thì hầu như ngày nào tôi cũng gặp. Thì với những trường hợp mà các bạn có cận thị, đặc biệt là cận thị, thì cái vấn đề thoái hóa võng mạc chu biên cũng là một cái vấn đề mà chúng ta rất là cần phải tầm soát, cần phải khám kỹ mỗi lần mà bệnh nhân đến khám. Tại vì thoái hóa võng mạc chu biên có thể dẫn đến tình trạng đó là bị rách võng mạc, bong võng mạc, dẫn đến mù lòa do bong võng mạc thì rất là đáng tiếc. Còn về điều trị thì thường chúng tôi sẽ điều trị dự phòng.
bằng cách là chúng ta sẽ bắn tia laser ở phía cái võng mạc mà có những cái thoái hóa như vậy. Chi phí thì trung bình tôi thấy rằng có thể là khoảng 2 đến 3 triệu cho một lần bắn cho một mắt. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Vậy thì bây giờ độc giả Phạm Tuân 09 đã có thể biết được là cần có những cái phương pháp nào để điều trị và mình sẽ có thể chuẩn bị được tinh thần và chuẩn bị được cái tài chính để mà chúng ta có thể đi chữa trị được nhé. Và với câu hỏi tiếp theo thì đến từ độc giả Hoài Thu Nguyễn 65 là một phụ huynh. Thì chị này bảo rằng con của chị năm nay mới 4 tuổi nhưng đi khám đã cận tới 3 độ, trong khi gia đình của chị thì không có ai cận cả. Theo tìm hiểu thì trên 18 tuổi mới có thể phẫu thuật mắt. Cháu nhà của chị hiện tại thì lại quá nhỏ, thì theo bác sĩ gia đình của chị nên làm như thế nào ạ? Bé mới 4 tuổi mà độ khúc xạ đã 3 độ, thì theo tôi đánh giá đây là một trường hợp bạn bị cận khá là sớm. Và khi mà một bé mà bị cận sớm như vậy thì cái nguy cơ tiến triển cận thị của bé cũng khá là cao. Và trong tương lai chúng tôi đánh giá thì bé này độ cận cũng khá là cao. Cho nên là việc và các bạn ngoài vấn đề các bạn đeo kính đúng đi, thì các bạn cần phải được thăm khám và tái khám đầy đủ, cứ mỗi 6 tháng các bạn phải đi kiểm tra một lần. Ngoài việc đeo kính thì chúng tôi sẽ tầm soát thêm cái vấn đề bệnh lý kèm theo cho bé nếu như có. Và ở hiện tại bây giờ cái vấn đề mà kiểm soát sự tiến triển cận thị đó thì đã áp dụng từ những bé là 4 tuổi rồi. Cho nên là khi mà các bạn được đến chúng tôi thăm khám thì chúng tôi sẽ có những cái lời khuyên, những cái chỉ định đối với gia đình. Thì bên cạnh là đeo kính đó, thì chúng tôi có thể là can thiệp nhỏ thuốc hoặc là cho bé đeo những cái kính để kiểm soát sự tăng độ cho bé. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Vậy thì sau cái phần tư vấn của bác sĩ thì bây giờ gia đình chị Hoài Thu đã có thể biết được cái phương pháp nào chúng ta nên làm gì và đưa bé đến cái trung tâm điều trị sớm để mà có cái phương pháp phù hợp nhé chị. Với câu hỏi tiếp theo đến từ độc giả Thảo Nguyên 1207, thì trước đây em bị cận 2 độ và mới sinh em bé được 4 tháng. Sau sinh mắt em rất mờ, hay chảy nước mắt. Em đi khám mắt thì tăng độ cận và một mắt bị loạn. Thì em có nên phẫu thuật mắt sau khi sinh hay không? Và nên chọn phương pháp nào để an toàn ạ? Đối với phụ nữ sau sinh, nội tiết tố của bạn chưa thực sự ổn định. Những triệu chứng của bạn nêu ra như vậy đó là rối loạn ở thị giác do mà rối loạn nội tiết tố, hoặc là do các bạn thức khuya, các bạn chăm em bé. Lúc đó mắt các bạn dễ bị mệt mỏi, đặc biệt là khi mà nội tiết tố chưa có ổn định đó, thì đến lúc đó thì độ khúc xạ của bạn chưa có ổn định theo luôn. Và chúng ta cần phải lưu ý rằng để quyết định bạn có phẫu thuật được hay không thì độ khúc xạ của bạn phải ổn định đã, thì lúc đó mình mới tính đến cái vấn đề phẫu thuật hay không. Đó, thì việc của bạn bây giờ là mình sẽ nghỉ ngơi, thư giãn. Trong trường hợp cần thiết thì nhờ người nhà để hỗ trợ cho em bé thêm. Đợi đến khi nào mà bạn ngưng cho em bé bú, ít nhất là 6 tháng. Đến lúc đó mời bạn đến bệnh viện, chúng tôi sẽ kiểm tra, đo thêm và theo dõi thêm. Xác định chính xác độ khúc xạ của bạn đã ổn định rồi thì mình mới tính đến việc là bạn phẫu thuật. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Với câu hỏi tiếp theo đến từ độc giả Ngọc Linh 236, thì độc giả này bảo rằng là người cận thị nặng 11 độ có kèm độ loạn thì có thể mổ mắt được không, và phương pháp nào là hiệu quả nhất thưa bác sĩ? Độ khúc xạ khoảng 11 độ kèm theo độ loạn, chúng tôi đó đánh giá đó là tật khúc xạ khá là cao. Tuy nhiên là cũng bạn vẫn còn có nhiều cơ hội để lựa chọn khi mà độ khúc xạ của bạn cao như vậy, chẳng hạn như là phương pháp femto, phương pháp SMILE hoặc phương pháp Fakic ICL cũng có thể giúp bạn phẫu thuật để mà bạn không phụ thuộc vào vấn đề mang kính. Tất nhiên là bạn cần phải thăm khám để biết được những cái thông số của bạn như thế nào, thì đến lúc đó thì tôi mới có thể đưa ra được cái lời khuyên, những cái chỉ định để cho bạn lựa chọn cái phương pháp phù hợp. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Với câu hỏi tiếp theo đến từ độc giả Mỹ Huyền, thì độc giả này cho biết là em mới 14 tuổi và cận đến 6 độ. Em rất muốn phẫu thuật vì sợ độ tăng tiếp sau này không mổ được, thì trường hợp này em nên làm gì ạ? Khi mà bạn 14 tuổi, bạn chưa có đủ tuổi để tiến hành phẫu thuật đâu. Thì ở lứa tuổi này chúng tôi thường khuyên bạn sẽ đeo kính áp tròng ban đêm, để mà ban ngày bạn hoàn toàn thoải mái, tự do mà không cần phải mang kính. Đồng thời với cái kính áp tròng ban đêm này nè, mình sẽ giúp hạn chế cái sự tăng độ cho em. Đến lúc đấy khi mà em khoảng trên 18 tuổi, mình sẽ tháo cái kính áp tròng này và lúc đó mình sẽ đo đạt các thông số và mình tiến hành phẫu thuật.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Tiếp theo là câu hỏi đến từ một độc giả khá là lớn tuổi, đó là anh Mạnh Hùng. Hiện tại là anh đang 43 tuổi, cận trung bình, không biết là có nên mổ hay không. Thì trước khi mổ là anh cần chuẩn bị gì về sức khỏe của mắt và có cần phải đi khám trước khi mổ không ạ? Ở lứa tuổi khoảng 43 tuổi thì lúc này là mắt của mình đã có thêm độ lão ngoài tật khúc xạ cận loạn hay viễn gì đó rồi. Thì nếu như mà bạn thực sự bạn không muốn đeo kính thì chúng tôi vẫn có những cái phương án, chẳng hạn như là Bright Beyond. Thì cái phương pháp này nó sẽ sử dụng hoàn toàn bằng tia laser để giúp cho bạn loại trừ được cả độ tật khúc xạ như chẳng hạn như cận thị, và đồng thời cũng là điều trị luôn độ lão cho bạn. Và tất nhiên là mình cần phải đến bệnh viện để mình thăm khám, đo các thông số, và mình sẽ có những cái test xem thử là bạn có phù hợp để phẫu thuật với cái phương pháp Bright Beyond này hay không. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Ở câu hỏi tiếp theo thì có một độc giả gửi đến mà không nói tên, thì độc giả này cho biết là em đã mổ mắt được 3 tuần rồi thì em thấy mắt mình hơi khô và ngứa mắt, thì có lúc mà bị nóng mắt nữa, em nên sử dụng nước mắt nhân tạo hay làm gì để giảm tình trạng trên ạ? Những triệu chứng của bạn nêu trên chúng tôi thường gọi là rối loạn bề mặt nhãn cầu sau phẫu thuật, thì cái này cũng lâu lâu chúng tôi cũng gặp, và thường chúng tôi sẽ có chỉ định là các bạn nên nhỏ nước mắt nhân tạo thường xuyên và càng nhiều càng tốt. Đồng thời cái vấn đề quan trọng hơn nữa là cả bạn cần phải cho mắt nghỉ ngơi, thư giãn. Và giống như ban đầu tôi có nói đó, các bạn nhớ cái quy tắc 20-20-20 rất là dễ nhớ. Mình sẽ làm 20 phút, nghỉ 20 giây và nhìn ra 20 feet tương đương với 6 mét. Thì đến lúc đó mắt mình cũng sẽ được thư giãn, nghỉ ngơi và lành vết thương sẽ nhanh hơn. Trong trường hợp cần thiết nữa thì mình có thể bổ sung những cái chất dinh dưỡng có chứa vitamin A, vitamin C, vitamin E. Và khi đi ra ngoài đường, bạn có thể là đeo thêm cái kính râm, đeo thêm kính râm để mà mình bảo vệ khỏi tia cực tím á, thì đến lúc đó thì bảo vệ cái bề mặt nhãn cầu của mình nó sẽ tốt hơn, đồng thời sẽ giúp là giảm cái tình trạng khô mắt hoặc là rối loạn những cái bề mặt nhãn cầu. Dạ vâng, cảm ơn những chia sẻ và giải đáp từ phía bác sĩ Quỳnh. Bảo Trân tin rằng sau ngày hôm nay chúng ta sẽ nắm được khái niệm, nguyên nhân, dấu hiệu dẫn đến tật khúc xạ. Đồng thời là hiện nay chúng ta cũng có rất nhiều phương pháp hiệu quả, hiện đại và rất an toàn để điều trị tật khúc xạ rồi nhé. Chúng tôi cũng xin cảm ơn bác sĩ Hà Như Quỳnh đã dành thời gian đến với Ebox ngày hôm nay ạ. Cảm ơn Bảo Trân. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý độc giả. Tôi hy vọng rằng những chia sẻ của chúng tôi sẽ có nhiều hữu ích đến với quý vị. Chúc quý vị nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống.